Wow, sư Minh Chí. Sư Minh Chí. Wow, các sư đen hết rồi kìa. Wow, YouTuber 700 YouTuber kìa ơi. Phải quay lại cả chỗ nghỉ tối nay là đêm nay là gì? Phải quay lại kìa ơi. Quá đông rồi. Và có Phật tử hình như là thấy số lượng không thể nào mà kiểm soát được. Khoảng 700 người cả nhà. Quá đông rồi. Hàng triệu người dân đã xếp hàng 7 km để đón chờ thầy Thích Minh Tuệ. Bây giờ tụi em coi như là tụi em rồi. Quá thì đông rồi nhỉ. Rồi đi bán đi số bán xe đi tù. Đó giờ mà không cần có nữa, nó mua nhiều cũng kệ nó đi. Để cho thầy uống nước thì nói chuyện tiếp nha. Như vậy là hôm nay là thầy sẽ quyết định là rời cuộc chơi nha. Tại vì con người mình mà nếu mà có 100 tỷ, 1000 tỷ đi chăng nữa, nhưng mà tối mình lỡ mình ngủ luôn, giấc ngủ ngàn thu rồi tiền cũng bỏ lại. Chiếc xe thầy bán phòng mới không? Mà bán dễ thầy. Nó mua lại mấy triệu à? Xe gì? Novo 5 mà tiền vô đồ chơi là 9 triệu mấy gần 10 triệu. Vô đồ chơi luôn hả? Vô đồ chơi dữ vậy? Vô đồ chơi là gần 10 triệu. Thằng ơi, tính luôn cái chiếc xe nữa là tổng cộng cả 20. Có lên cây bô không? Có đầy đủ hết. Mà bán gì? Nó mua mấy triệu. Lên cây bô gì thầy? Đằng này tu về lỗ luôn rồi. Tu về lỗ rồi. Lên vàng ốc kiểu hết nguyên máy không yêu. Lên vàng ốc kiểu luôn. Nhưng mà tiền đâu ra thầy đổ? Thầy mà đi đổ xe luôn ghê chứ. Bán thành hả? Gạch đầu luôn. Rồi bán thành rồi, bán thành sao đi đổi trời. Tu bán xe giờ lỗ rồi. Chiếc này tiền đâu thầy về? Không cần á. Tính đi luôn mà đâu về nữa. Ngày ăn có bữa cơm mà cần gì tiền nữa. Đâu chiếc này đi về kìa, mình đi về kìa. Giờ tu mình đi bộ, mình hành bộ chứ tu mà đòi đi xe trời. Rồi chiếc này mình đi, tính đi riêng ha. Rồi đi riêng không có đi dưới thầy nữa nha. Mình đi tới địa phương nào thì địa phương đó người ta sẽ cho mình một bữa ăn vậy thôi. Thầy dọn chiếc xe lên không để dành kỷ niệm mà bán chi uổng. Tại vì suy nghĩ là hồi nhỏ cha mẹ sanh ra mình khổ về cha mẹ mình không được ở gần cha mẹ lúc nhỏ.
bà nội nuôi, rồi bà nội mất, rồi sống tự lập. Dạ. Lớn lên nó là có vợ có con mưu sinh để lo cho vợ con mình cũng khổ. Dạ. Đó, rồi khi mà mình không còn sống chung với vợ con, mình tách rời ra khoảng 2 năm mấy đó, mình vẫn đau khổ. Mình mang có tiền để ăn, có tiền để xài nhưng mà vẫn đau khổ. Yeah. Rồi mình là một người tốt ở xã hội, có thể mình giúp đỡ người ta nữa, nhưng mà khi mình đi đòi nợ họ không trả, họ đánh đập mình đổ máu nữa. Tôi không nói tên nhưng mà tôi nói đại khái vậy thôi. Bỏ qua chuyện đó đi. Rồi. Nhưng mà thầy làm răng phải không thầy? Thầy làm răng phải không? Không có làm. Thầy răng trắng quá. À, răng bệnh hả? Chắc đi tẩy, thầy đi tẩy răng rồi. Thầy lúc trước là chắc cũng đi tùm lum chỗ luôn quá hả? Chắc trùng răng. Đi tùm lum hồi đó, hồi nhỏ thì cũng có đi xứ này xứ kia sống làm ăn vậy đó. Có buôn ba không? Có chứ. Điện, ngồi đi bộ đời ngủ trên thớt thịt heo nữa. Hồi. Thằng ơi, thư giữ thầy. Thầy quê đâu? Quê ở Đức Hòa, tỉnh Long An. À, Đức Hòa, Long An ha. Chị là xuống là Cần Thơ, Bến Ninh thì Bến Ninh Kiều với là bãi giấy số hồi nhỏ. Dạ. Vậy là thầy có đi bụi đời rồi ngủ kề theo luôn. Đúng rồi, lên Đà Lạt, Lâm Đồng, Đức Trọng ngủ trên thớt thịt heo á. Thằng ơi. Khuya cái bà bán thịt heo, bà đuổi leo xuống cho trả chỗ bà bán thịt heo. À. Đang lúc đó đang ngủ mê mà. Nhưng mà hồi nhỏ nói tiếng nhỏ không có vốn làm ăn chứ khôn lắm. Ở ngoài chợ người ta buôn bán cái gì nặng nặng đó, cái mình giáp phụ người ta. Thế nào hồi người ta cũng mời mình ăn. Thầy là có vợ có con gì chưa? Chưa vợ. Có vợ ha. Có rồi. Có rồi ha. Đường hai nét bước. Nhưng mà thầy bỏ hay bỏ cô ấy hay là cô ấy bỏ thầy? Tự tôi bỏ tôi đi. Tôi thấy không được tôi bỏ tôi đi. Người ta khó ở quá ha. Đó là nói ra nhiều khi ta xem trên mạng nó phiền lắm. Nhưng mà bây giờ là vợ của thầy là sẽ gặp thầy trên mạng nè. Có nhắn gửi gì không? Chắc chắn là sẽ gặp rồi, nhưng mà mình cũng không cần nói nhiều đâu. Thôi giờ cuộc sống tới đây nó hết rồi, hết mà nay nó lo. Cổ đòi quay lại là sao? Nếu mà thấy trên mạng đòi quay lại sao? Hết duyên rồi ha. Một khi mà cái sức chịu đựng nó không còn nữa rồi thì nó... Thầy mình gia nhập đoàn là bao nhiêu ngày rồi thầy? Ba hôm à. Ba hôm ha. Ba hôm rồi thấy đuối quá. Ủa nghỉ đây hả? Mà thầy báo thầy Minh Tuệ chưa? Đâu có nghỉ gì đâu. Ủa? Vẫn đi bình thường. Mình đi riêng. Đi riêng thôi. Nhưng mà mình đuối giò đi hai chậm thôi. Chuột rút, chuột giò rồi. Chuột rút. Chứ còn cái đường tu của tôi đâu có bỏ đâu. Dù cho tôi không đi với ông Minh Tuệ đi chăng nữa, tôi cũng tìm một cái núi non, cái tỉnh nào đó tôi ẩn cho tôi. Đâu, nói chung là thầy này vẫn còn tu, nhưng mà cái đường theo của thầy sư hiện tại là mình sẽ đi đường khác. Có nghĩa là sau này tương lai tôi sẽ đi đường khác. Tôi không biết chung. Bữa giờ mình đi theo sư Minh Tuệ, mình có học được gì từ sư Minh Tuệ không thầy? Thì học cái sự ăn uống với kiên nhẫn đó, với giới lực rồi đó. Học mấy cái đó đó. Mình nắm bắt hết những cái điều ông dạy rồi sau này mình tách được. Chủ yếu là đi theo để mình học hỏi thôi ha. Đúng rồi. Học hỏi để mình đi theo một cái hướng khác. Thầy ngủ ngồi được chứ thầy? Không, cái hạnh đó không giữ được. Cái hạnh đó có thử đêm rồi không ngủ được. Cái hạnh đó là hồi nằm xuống ngủ rồi. Không ngủ được. Thầy em thường ngủ nằm hả? Thầy cũng nằm rồi. Thì mấy giới mình cũng loại bỏ được một giới hai giới gì thôi đó, cái đầu phải bỏ hết. Đúng rồi. Có hơn không? Rồi mình ăn một ngày một bữa như vậy đó, tối mình có sốt ruột không thầy? Không, mà công nhận Phật pháp nhiệm màu ở cái chỗ mà ăn một bữa mà không thấy đói. Không thấy đói hả? Không gầy thầy bỏ hút luôn, mình có nghiện nữa không? Hút ngày gần 50.000 tiền thuốc Z. Mà giờ còn nghiện không? Tự nhiên từ bữa vô nay không nhớ tới thuốc luôn. Không nhớ luôn. Hay ha, nhưng màu dữ ha. Lúc ngày hai gói thuốc á. Hai gói vé đàng hoàng. 23.000 gói nha. Ở quê nghe chứ ở đây là 30 à. Ở đây không có bán đâu. Ở đây đâu có bán. Bữa đó trên nhà xe nó ghé vô nhà ăn có bán, tôi mua rầu 30 luôn. Trời hả? Trước khi gặp sư phụ đó nó sợ đen thôi. Nạp cho nó nhanh hết hai gói. Tính trước hết rồi. Nạp hai gói trước để cho đủ đô ha. Tới cái ổng là tôi hết luôn á. Giống như là tôi nhai từ cơm luôn á. Cái này giữ lại hút bù. Hút cái đó bởi vì 2-3 ngày đâu có thèm. Nó nạp đủ rồi. 3 ngày nó chưa thèm, chứ sợ 2 ngày sau thèm. Mấy sư huynh quay á mà hỏi khai thác tôi nhiều quá, đâu khi tôi nói rồi người khác ta xem á, nó bất đồng ý kiến á. Người nhà, người ngoài cũng vậy rồi, người ta buồn, tội nghiệp.
chứ thật sự ra cuộc đời tôi cay đắng dữ lắm, không có cái gì gặp được trái ngọt hết á. Yeah. Thành thử tôi mới quay đầu là bờ để tôi đi tu. À. Chứ tôi cũng từng bố thí cầm tiền cho mượn giúp đỡ nhiều lắm mà người ta phản tôi cũng nhiều lắm. Có khi người ta quánh tôi luôn á. Ui. Người ta không trả tiền cho tôi, người ta đập tôi tét lỗ tai bầm mình luôn á. Bỏ qua những chuyện đó. Bỏ qua. Nhưng mà tôi nói vậy thôi. Nhưng mà cái người đó sau này là tự họ làm họ nhận lấy thôi. Ừ. Chứ tôi cũng giờ tôi cũng không cần thù quán để làm gì. Thầy nhắc lại tên pháp danh thầy đi thầy. Thiện Phước. Thiện Phước hả? À thầy Thiện Phước. Pháp danh là thầy Thiện Phước. À, hồi xưa là đi độ xe. Ừ. Đi có đi bán vé số. Bán vé số. Không phải là đổ xe. Bán vé số đổ xe 20 triệu á. Có nghĩa là tôi yêu thích cái mẫu Novo 5. Ừ. Novo 5. Tôi về nó cổ cỡ nào tôi gỡ dọc hết tôi thay lại hết toàn bộ. Ừ. Đậu đầu lên luôn. Để mà có xài á chỉnh cũ tự nhiên sao trời. Mình đi rồi tự nhiên mình đem bán chi hồi lúc trước sao mình không đi xe đò lên. Đến đây. Chắc hết tiền quá hả? Không phải. Bởi vì còn tiền chứ sao hết được. Tại vì mình để nó đi tu mà nó dướng bằng chiếc xe sao mà tu. Không có, mình để ở nhà. Nhà đâu đã sống tách rồi vợ con tách mà rồi. Đi lang thang rồi. Ở nhà trọ. Đi ở nhà trọ. Không có ở chung đâu. Lũ rồi, xe 10 triệu mà bán được 3 triệu. Giờ tôi ráng tôi tu để tôi chết. Chứ tôi tu không phải để tôi đạt được mục đích gì. Tôi không phải trục danh lợi, tôi không có cần tài sản. Tôi để chết để buông bỏ tôi mới đạt được cái thành tựu chứ. Thà bây giờ tôi chịu khổ, sau này tôi có chết đi tôi không còn khổ. Chứ nếu mà cứ tham vọng theo cái chuyện ở xã hội sau này tôi còn khổ mãi mãi nữa. Dạ. Tôi nghĩ nó là vậy đó. Thầy ơi, bữa giờ thầy đi theo sư Minh Tệ thì thầy có thấy sư Minh Tệ có làm cái điều gì mà sai phạm với không? Không, ổng dễ thương lắm, ổng hòa đồng lắm, không có gì hết. Học trò đệ tử không có đứa nào ghét ổng đâu, ai cũng thương ổng hết. Mà thầy có thương không? Thương chứ, tôi thương mấy từ miền Nam tôi ra tới đây. À. Tôi quý thầy Minh Tệ ở chỗ là chân chất, thật thà, hiền lành. À. Có sao nói vậy, à. Không có tham danh lợi, mà tu đúng chánh pháp nữa. Ừ. Với cộng thêm phần thấy mấy con bom bóm nó quay vòng vòng ổng rồi cái mê ngưỡng mộ. Nói trời ơi, chắc ông thành Phật được bom bóm bay là quá trời. Dạ. Thơm. Thơm. Bạn ngồi bình thường như mình sao bóm với chim không lợi? Dạ. Ý tôi thắc mắc cái điều đó. Bóm là gì? Con bóm đậu, con hoa rồi đó. Con bướm bay á. Thấy nó bay là người ổng với mình suy nghĩ trong lòng đó trời. Thôi mà đi tu đi để mốt mình chết sao dạ. Tu. Khởi ha. Mà mình thấy mấy cái ông đệ tử của ổng hỏi thăm làm nghề gì á, trả lời trên mạng là vợ em làm thầy giáo đại học, thâu mệnh thằng bả giấy số, không lẽ thua thầy giáo cũng đi tu rồi. À. Rồi cái hỏi cái ông hộ pháp Kim Cang làm gì, nó chủ doanh nhân ba cơ sở thành phố Vũng Tàu Hà Nội mà giờ đi tu thâu mệnh thằng giấy số cũng đi tu rồi. Đúng không? Anh đại đúng rồi, anh đại đúng rồi. Người ta hơn mình mà người ta buông bỏ thì tu, không lẽ mình thằng giấy số không đi tu được, dọc cội số qua bên đi liền. Đi liền. Đúng không? Rồi thôi thầy nghỉ ngơi khỏe đi thầy. Rồi chào thầy nha. Okay. Chúc thầy sẽ ngồi ghế nghỉ chút đi đi của mình nha. Thầy này chắc làm danh hài được mọi người. Cảm ơn thầy nha.